các bạn, ngày hôm nay hãy cùng Linh Nhi quay ngược về quá khứ, trở về những năm 1900 hồi đó tại tiệm lỗ dân sinh. Wow, các bạn ơi, bước vào đây là tưởng tượng như là mình đang xuyên không luôn. Vừa bước vào thì mọi người cũng có thể thấy là từ bàn ghế nè, bếp ga nè, đũa nè, cây cối cũng như là ghế ngồi, nó đem lại một cái cảm giác rất là hoài cổ luôn mọi người. Và Linh Nhi rất là nóng lòng, không biết là phía trong nó còn đẹp như thế nào nữa. Ở đây là tầng dưới của tiệm lỗ dân sinh. Và ở đây thì được trang trí đề co bằng rất nhiều như là tủ nè, rồi radio, đĩa phát nhạc. Cảm giác như là ngồi ở đây thôi là mình trở thành một cái cô thiếu nữ của thập niên trước vậy đó mọi người. Chúng ta đã đi qua 3 gian của lầu dưới của tiệm lẩu dân sinh. Mọi người cũng có thể thấy là không gian đây rất là rộng. Chưa hết nha, còn ở trên lầu nữa. Rồi bây giờ hãy cùng Linh Nhi lên lầu nha. Trời ơi mọi người ơi, Linh Nhi đang đói bụng cho nên là đang tìm một cái bàn để ngồi ăn. Nhưng mà thật là bất ngờ khi mà bước lên trên cái tầng thượng của chỗ này, hay gọi là quá sốc mọi người ơi, không gian cực kỳ chill luôn. Mọi người nhìn đi. Thịt bò thì rất là mềm, mình nhúng kèm với nước lẩu Trường Sinh, sau đó mình ăn kèm với cái nước chấm dân sinh này mọi người ơi. Trời ơi, nước chấm đó phải gọi là sao ta, đây là một nước chấm rất là lạ. Cái vị của nó rất là đậm, nó sẽ có giống như là như một cái loại tương á mọi người, nhưng mà nó sẽ đậm đà, ngọt ngọt nhẹ nè, mặn mặn nè. Mình có thể kết hợp thêm hành với lại là ngò rí với lại là ớt. Trời ơi, rất là đỉnh luôn mọi người nha. Bờ ngư này thì mình sẽ chấm cùng với nước tương được pha bởi các bạn nhân viên luôn.